Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay tôi sẽ chơi 8 tựa game. Bắt đầu thôi. Xe với ăn ui hàn đấu đồng xu victory luôn. Ok, có thể xem mọi xung quanh nó như nào. Ừ. Ở người sắt kìa. Ok. Ừ, điều khiển cũng cái đơn giản thôi. Ừ. Không có gì phức tạp. Level thứ 3 rồi. Xem. Có vượt qua này là nó nhiều. Cũng đơn giản lắm. Chỉ cần di chuyển và nhảy qua ăn đồng xu thôi. Có bấy. Đơn giản. Trò tiếp theo sẽ là Rainbow. Ừ, cái gì đấy? Câu chuyện nữa. Cũng đang xảy ra. Ủa. Lần đầu chơi trò này. Rồi. Để mình bắt đầu đi thôi. Welcome. Này chắc chơi online rồi. Đây chỉ là màn khởi đầu để mình đi tìm những cái món đồ đây. Còn tiên giấy. Con chim kia đến rồi. Nhìn lên nào.
ngay đây mà tôi chả đi đâu đây. Tiếp theo sẽ là tháp kinh tôm này. Mai tôm lâu quá buồn. Bây giờ đi toilet nào. Tắm rửa cho mèo nào. Sợ thật đấy, một con zombie mèo. Trông sáng sủa hơn rồi. Đến giờ đi ngủ. Trò tiếp theo nào. Đích nhanh thôi.
Mình cho cái gì nó hơi sớm. Ôi, về đến đích nhanh luôn. Xây công trình bên trong coi. Tôi cho anh em con tàu một cái xe đạp và người để leo núi. Tôi cho anh em con tàu cano. Con tàu này không có chạy đến bờ được. Đã đi để cho con tàu về đích rồi. Level 16. Bảy cùng đi với tới cho con boss kia. Mình phải nâng cấp lên rồi. Ui, phải cẩn thận mấy cái đống này. Rồi, lần này sẽ đến con boss thôi. Nó mình không với tới được. Cho nó lần này. Xem không có con boss đâu. Trong 89 chắc không đủ đâu. Nó chỉ bay tới đây thôi, không xa lắm. Rồi cho rock được cả. Cấp hết luôn. Hết rồi. Ui. Ui cái gì? Ôi giời ơi. Thôi chơi lại nào.
đều level bao nhiêu rồi. Không thấy hiện lên thôi. Cái này mới chơi vô hạn, không biết đến lúc nào nữa. Ôi mất gì mà ôi giời ơi người chú này con người đậu bắt đầu nào. Chết thôi, mình về bé rồi. Ôi giời. Tiếp nào. Mình về nhất rồi. Đường mở khóa cái gì đấy. Nhớ cũng. Hình bác. Ừ, còn nâng cấp lên rồi. Thêm nhiều. Ôi giời. Ừ, quá nhanh rồi. Ừ. Ui, về nhất luôn. Đoạn đường này thì hơi ngắn rồi. Mình cái này mở chưa mới nhỉ? Thôi được rồi. Start Rider. Bắt đầu lăn bóng. Thu thập nhiều bóng hơn, xây tầng cao hơn. Xây càng cao càng tốt, càng được nhiều điểm hơn. Cái điểm nhẵn xu level 10 dùng nhân vật này, skin là được. Tiếp theo cái chọn nhân vật này không? Các bạn đã xem video mình.